Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn về cách móc họa tiết trang trí cũng như là cách tăng size cho mẫu giày bé heo xinh xắn này nha Phần thân giày mình có hướng dẫn ở clip trước, các bạn nhấp vào lên bên dưới tham khảo nha Mặt đế của chiếc giày này tương ứng với 11,5cm nên mình có dán đế ở phía dưới Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về mũi, nơ cũng như là dán hai con mắt của bé heo Dụng cụ mình sử dụng là len miêu cô tông. Kim móc mình dùng kim móc 4.0 mm tương ứng với kim dùng để móc thân của chiếc giày. Kéo các len và hai hạt cườm nhỏ dùng để trang trí cho phần mắt của bé heo. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần mũi heo trước. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1, 2 Thì hai mũi móc xích này sẽ là bề ngang của mũi nha Tiếp tục lên một mũi móc xích Sau đó móc cho mình vào cái chân móc thứ hai Đây chân móc thứ nhất chân thứ hai móc vào đây một mũi móc đơn chân thứ nhất móc cho mình bốn mũi móc đơn vào chân móc này móc vào đây bốn mũi móc đơn một hai 3 và 4. Sau đó chuyển qua chân móc thứ hai của cái hang móc xích á, móc vào đây cho mình 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. Đây, móc vào đây 3 mũi móc đơn. 1 2 3 Khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì ở cái chân móc thứ hai này nó có một mũi ở đầu tiên nè và ba mũi mình vừa gây nên thì ở cái chân móc này ta có bốn mũi móc bằng với số mũi móc ở cái chân móc thứ nhất tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi đơn đầu tiên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc sau đó cắt phần len thừa ở phía sau thì như vậy là mình vừa hoàn tất được phần mũi heo nè mũi heo có cái độ dài như thế này Bây giờ mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách móc phần nơ. Thì cũng dùng sợi len màu hồng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 3 mũi kép đơn. 1 2 3 khi được ba mũi kép đơn liên tiếp thì móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa móc một mũi dời Ta nắm sợi len ngắn guốt lại để vòng tròn nhỏ lại. Móc vào đây một mũi dời Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo một cánh tương tự như cánh này, cũng móc vào đây cho mình ba mũi kép đơn. 1 2 3 Khi được 3 mũi kép đơn tiếp tục lên hai mũi móc xích Và cũng móc vào cái vòng tròn mà ta vừa móc á Móc vào đây một mũi dời Móc lên một mũi móc xích Các bạn nắm cho mình sợi len mà mình tạo vòng tròn á Quốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại Sau đó cắt len Cắt cho mình một đoạn len dài như vậy là mình vừa tạo ra được hai cánh nơ nhỏ nè. Các bạn nắm cho mình sợi len mình tạo vòng tròn á, guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành cột để chia hai cánh nơ ra. Các bạn nắm sợi len tạo vòng tròn. Luồn một vòng vào giữa hai cánh nơ. Tiếp tục luồn thêm một vòng vào giữa hai cánh nơ, nhưng mà lần này các bạn đẩy cho mình sợi len thừa á, đẩy qua một bên. Đây, sau đó hai cái phần len này các bạn sẽ cột cho mình ra phía sau phần nơ. Đây, cột guốc lại ra phía sau như thế này. Ở hai sợi len thừa này các bạn tiến hành giấu cho mình vào trong mũi móc. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong một mẫu nơ nhỏ để trang trí cho phần tay của bé heo. Ta có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu phần nơ này vào tay của bé heo. Vào bên mặt mà mình cài nút nha. Đây, tương tự như chiếc giày bên này, cũng thẳng hàng với bên mà mình cài nút nè. Đây, các bạn gắn nơ vào đây. Sau đó cũng cố định luôn cho mình phần mũi heo vào vòng móc thứ hai của mặt heo đây, vòng móc thứ hai phía dưới vòng móc thứ nhất nè. Đây, cố định vào đây. Và cũng tương tự dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cho mình hai hạt cườm này vào hai bên của mũi heo. Đây, vào hai bên chính giữa mũi heo và tai heo như thế này. Thì sau khi cố định được phần tai, mũi heo cũng như là mắt vào trong mặt của heo thì mình đã hoàn tất được một chiếc giày bé heo xinh xắn như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng cũng như là giảm size cho chiếc giày bé heo này nha Thì đối với những size nhỏ hơn thì ta tiến hành giảm mũi ở cái mặt đế Và ở mặt đế thì mình cũng có hướng dẫn ở clip trước Các bạn cũng nhấp vào link tham khảo giúp mình nha Đối với những size nhỏ không dán đế thì hai hàng móc ở phần thân đi lên Các bạn móc cho mình hai hàng móc nửa kép Đối với mẫu giày này mình có dán đế Hàng ngoài cùng của mặt đế là móc mũi nửa kép nên phần thân bên hông này mình sẽ móc một hàng nửa kép, sau đó là một hàng mũi kép đơn lên phía trên. Để cho cái phần thân hông này nó được rộng và cao lên nè. Hai hàng móc ở phần vai mình cũng làm tương tự như clip hướng dẫn. Đối với những size trên 12 cm thì hai hàng móc phần thân này sẽ móc cho mình hai hàng móc kép đơn nha. Và phần thân vai này, hàng móc chính giữa sẽ thêm cho mình một hàng móc mũi đơn để phần thân phía sau của cái gót giày nó được cao hơn. Còn về thao tác gắn mặt heo vào trong thân giày thì cũng làm tương tự cho mình. Đếm bằng số mũi móc ở mặt heo và số mũi móc ở thân, sau đó số mũi móc còn lại sẽ chia đều hai bên nha. Và khoảng cách giữa mặt heo và thân quay phía sau, đây hai khoảng cách hai bên này nó sẽ có cái độ rộng khác nhau tùy vào size của giày nha. Size lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì cái khoảng cách này nó sẽ rộng hoặc hẹp tùy vào mặt đế nè. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc các cái họa tiết trang trí cũng như là tăng size cho mẫu giày bé heo xinh xắn này. Chúc các bạn thành công!